Em là Bùi Lĩnh, chuyên viên tư vấn bất động sản QTC. Em làm video này để giới thiệu về dự án Sunny Riverside Village mới ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 10 vừa qua. Năm 2007, tập đoàn Sun Group trở về Việt Nam và lựa chọn Đà Nẵng là điểm dừng chân đầu tiên, làm cho thị trường bất động sản trong nước có sự chuyển mình rõ rệt. Tiếp theo là Sapa, Quảng Ninh, Phú Quốc. Năm 2021, Sun Group lựa chọn Sầm Sơn Thanh Hóa là điểm dừng chân tiếp theo với tổng diện tích là 1.260 ha, muốn biến Sầm Sơn Thanh Hóa thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng 4 mùa. Nói đến Thanh Hóa thì quý vị cũng đã biết, mật độ dân số đứng thứ 3 cả nước, có bề dày lịch sử. Thế nên Thanh Hóa được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là thị trường bất động sản. Hôm nay em làm video này để giới thiệu cho mọi người về dự án Sun Riverside Village nằm trong quần thể của dự án. Có diện tích là 29 ha, nằm giao thoa giữa ba dòng chảy: sông Đơ, sông Mã và biển Sầm Sơn Thanh Hóa. Nằm kế cận công viên Sun Gua, có trục đại lộ trung tâm dài 2,6 km và có bến du thuyền. Các loại hình sản phẩm như shop house, biệt thự tứ lập, đơn lập, song lập lấy cảm hứng thiết kế Miami, sở hữu sổ đỏ lâu dài, thời gian nhận nhà vào tháng 12 năm 2022. Em sẽ phân tích nhịp tăng trưởng của dự án Sun Riverside Village để quý vị hiểu hơn. Quý 2 năm 2022 hoàn thiện quảng trường biển, bàn giao Sun Grand Benova. Tháng 6 năm 2022 tiềm năng phát triển du lịch biển. Tháng 12 năm 2022 hoàn thiện tiện ích nội khu, bàn giao Sun Riverside Village. Cũng trong năm 2022, đường cao tốc Ninh Bình Thanh Hóa đi vào hoạt động. Chỉ Hà Nội mất 90 phút lái xe là về tới dự án của chúng ta, hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2023 hoàn thiện hệ sinh thái Sun Gua, cư dân về ở. Tập đoàn Sun Group muốn biến Sầm Sơn Thanh Hóa thành một số đêm không ngủ, đẹp, độc, đỉnh. Xin mời quý vị theo dõi thước phim sau để hiểu sâu hơn về dự án và tiềm năng tăng giá bất động sản của Thanh Hóa. Sau hàng loạt cơn sốt bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện nay các thị trường bất động sản truyền thống này đã dần đi vào trạng thái bão hòa. Các nhà đầu tư nhanh nhạy đang chuyển đích nhắm khỏi các khu vực quen thuộc để đến với các đô thị du lịch đang phát triển mạnh, nơi vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng và đa dạng phương án sinh lời. Điểm sáng nổi bật trong xu hướng này là khu vực Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ngôi sao đang lên của bản đồ du lịch miền Bắc đã chứng minh được tiềm năng bền vững trên cả yếu tố cảnh quan, kinh tế lẫn tầm nhìn đầu tư. Từng được người Pháp mệnh danh là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng nhất Đông Dương, thiên đường du lịch trong tứ giác tăng trưởng phía Bắc này sở hữu dải bờ biển tuyệt đẹp, những bãi cát trắng trải dài bất tận, những dòng sông nên thơ và bầu không khí trong lành. Ngày nay, miền đất Thanh Hóa, đặc biệt là hạt nhân Sầm Sơn đã được đánh thức và bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ khi có thêm xung lực của kinh tế và tầm nhìn quy hoạch. Số liệu cho thấy, 9 tháng đầu năm 2021, Thanh Hóa nằm trong top tăng trưởng dẫn đầu cả nước, với GDP đứng thứ 2 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, bệ phóng để kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là địa phương được hưởng nhiều lợi ích từ quy hoạch giao thông và hạ tầng. Trên đường hàng không, Thanh Hóa đã sở hữu sân bay Thọ Xuân với tầm nhìn quy hoạch trở thành cảng hàng không quốc tế hàng đầu miền Bắc với công suất 5 triệu khách mỗi năm. Trên đường thủy, dự án cải tạo khơi dòng sông Đơ đang thổi luồng sinh khí mới cho Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung. Nhiều chuyên gia kỳ vọng đây sẽ là cú hích lịch sử đưa địa phương này phát triển vượt bậc. Trên đường bộ, khi cao tốc Ninh Bình Thanh Hóa hoàn thành, thời gian di chuyển từ Hà Nội về Thanh Hóa được rút ngắn, chỉ còn dưới 2 giờ đồng hồ. Thấy được tiềm năng này, nhiều chủ đầu tư lớn đang đồng loạt hướng đến Sầm Sơn. Một trong số những dự án ấn tượng nhất là quần thể dự án du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô 1.260 ha do Sun Group đầu tư, với mảnh ghép đầu tiên là khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard liên kề quảng trường biển cùng trục đại lộ thương mại quy mô bậc nhất Việt Nam. Dự án đã tạo ra cơn sốt chưa từng thấy, chỉ sau 45 ngày kể từ thời điểm ra mắt, 97% lượng shop house tại Sun Grand Boulevard đã có chủ. Một kỳ tích hiếm có trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang. Tiếp nối thành công vang dội của Sun Grand Boulevard, Sun Group đem đến Sầm Sơn siêu phẩm mới, Sun Riverside Village, thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu, kế sông, kề biển.
Với cảm hứng từ Miami, khu đô thị ven sông này sẽ sở hữu những tuyến phố theo phong cách Art Deco nổi bật, đường dạo bộ, bến du thuyền, cùng không gian vui chơi giải trí đặc sắc, sôi động. Tâm điểm mua sắm đẳng cấp của toàn khu vực là trung tâm thương mại 24 tầng, quy mô 7 hectare, nằm trong bán kính vài trăm bước chân từ khu đô thị. Sun Riverside Village cũng được hưởng lợi từ tổ hợp hai công viên Sun World lần đầu tiên có mặt tại Bắc Trung Bộ. Thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu đem đến 791 sản phẩm, bao gồm biệt thự và shop house, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng và nhà đầu tư. Tại biệt thự Sun Riverside Village, bên cạnh không gian sống thời thượng và tiện nghi, các gia chủ còn nhận được dịch vụ vận hành 5 sao từ hệ thống an ninh đảm bảo, dịch vụ quản gia cao cấp, chăm sóc y tế tại nhà, đưa đón người thân và các dịch vụ cá nhân khác theo yêu cầu, khiến nơi đây trở thành second home chủ động nghỉ dưỡng lý tưởng của giới thượng lưu giữa vùng đất thanh kỳ khả ái. Trong khi đó, các dãy shop house được đo ni đóng giày hoàn hảo cho mọi nhu cầu kinh doanh du lịch, từ cho thuê lưu trú, quán cà phê thanh lịch, nhà hàng cao cấp, thương mại dịch vụ. Các chủ nhân tương lai tại đây sẽ được thừa hưởng lợi ích từ dòng chảy du khách khổng lồ trong hệ sinh thái tỷ đô mang thương hiệu Sun Group tại Sầm Sơn, đem đến nguồn thu nhập ổn định, bền vững. Trong tương lai không xa, khi đi vào hoạt động, Sun Riverside Village sẽ trở thành biểu tượng của sức sống mới Sầm Sơn và cũng là niềm tự hào của các chủ nhân danh giá nơi đây. Một sản phẩm bất động sản mang giá trị bền vững, không ngừng gia tăng theo thời gian. Cùng với Sun Grand Boulevard, Sun Riverside Village, một kỷ nguyên rực rỡ đang dần mở ra với Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư đón đầu nguồn lợi nhuận khổng lồ, một giải pháp cho cả ba nhu cầu: đầu tư, nghỉ dưỡng, an cư bền vững. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.